Rồi xin chào các bạn nha. Thì sáng hôm nay cái mai củ sù cúc của mình đã nở hoa này. Cái viền cánh hoa nó màu xanh. Hoa nó đầm nằm sau lớp. Hoa bông to. Cánh dê. Đấy, viền cánh màu xanh này. Cái cuốn hoa nó ngắn. Rất đẹp. Đó là cột dáng của cây. Cây này củ sù mà đẹp luôn. Cây dáng lâm. Ghép liền cột. Ghép lâu năm là nó dít lại như cái rinh luôn. Nhìn mắt thường cũng khó nhận dạng ra lắm. Mà cây ghép này mình chỉ cho anh em xem ha. Anh em nào thích cái cây mai cúc này thì liên hệ mình. Cây này form lùng thôi. Cây cao vậy có gần 80 à. Phồn dáng lâm đầy đủ 1, 2, 3, 4, 5, 6 chi và một ngọn, cuồng cây đẹp. Đây mình xoay qua bên kia cho mọi người xem cái củ nó này, củ đẹp già sù. Mình thân thì rơi vào tầm 11, 12 thôi, do nó cù cây, do nuôi trong chậu nhỏ này. Chậu này lọt lòng mà tầm 30 à. Cây nuôi thuần chậu rồi nha. Anh em nào có mua thì liên hệ mình. Số điện thoại là 0849020790 nha. Cây nó vót lên rất đẹp. Đầy đủ các chi cành. Cú đỡ đẹp sọt nữa. Ra mặt hoa đó, anh em nào có tin tưởng vô luôn. Hoa rất là đơm. Dày, nhiều lớp cánh. Rồi, xin chào ạ.